Rồi, VK chào thanh niên nha. Hôm nay em sẽ làm một cái clip quay tổng thể cái bãi cửa hàng của em, nhưng không có máy đâu. Hôm nay quay anh em tham khảo anh em nha. Đấy, máy đây rất là nhiều luôn, từ trước ra sau bao la. Máy tỉa hàng rào thì em còn rất là nhiều, rất là nhiều anh em đặt luôn, nhưng mà thợ của em bữa nó về quê bị cắm dưới đó luôn, nó không cho lên nữa, nên chưa có thợ làm dọn máy vệ sinh cho anh em được. Đấy, bán hết luôn ở trên quầy, coi như lôi xuống sạch. Đây là hàng của mấy bác đây, hôm nay là ngày chủ nhật, ngày hôm qua em quay lên hồi sáng này mới lên được 70 con mà em bán nè, sạch cái xăng rồi. Đấy, giấy trên bàn em đây là còn những còn có mấy con này thôi. Anh em xem kênh của em, anh em coi như là bấm vào nút đăng ký giùm em nha, ủng hộ kênh cho em coi cho nó lên lượt view cao cao tí xíu. Rồi em xin chân thành cảm ơn luôn á. Đấy, đây là con tua chậm chuẩn bị làm cho ông anh. Còn đây để quay, đây là máy bào 136, 150 có đầy đủ hết, rất là nhiều luôn. Còn đây là máy cắt gỗ, nằm bao la bát ngát, chưa dọn kịp quăng bú xu hết. Đây là máy đục, anh em thấy chưa, bu lông nằm 3/4, nằm Makita, nằm bao la rồi. Còn đây là dàn cửa xích đó, em chưa dọn đâu. Mà phải nói thiệt là hàng này bây giờ là bên đó đem về đây mình phải tắm rửa sạch sẽ cho thiệt tình ra là rất là vô luôn, nó biết sao nổi vô dưới không biết. Đấy, anh em mà thấy mấy hàng mà chưa dọn anh em giật mình luôn, tắm rửa vệ sinh nó ra rất là sạch sẽ, rất là lâu luôn, về đến tay của anh em cắm điện vô là xài là rất là lâu. Còn đây là bãi phế liệu của em này, những con máy nào mà hàng xấu quá coi như loại máy nẹt cổ thang là em đập bỏ phế liệu hết. Đấy, đây ruột roto của nó đây, rất là bao la luôn, khúc này là khúc phế liệu. Đây, để em đi vô trong đây. Máy cắt tay, cưa xích rất là đẹp luôn, nằm bú xua. Đấy, anh em thấy vậy rất là nhiều luôn ấy. Đóng này cao cả mét. Đây là những máy em cưa xích xăng, em không biết dọn, nằm để đây chưa kịp dọn được. Mấy em cắt cỏ tỉa cỏ gì, còn đây là rất nhiều, đa số là nói chung là rất là nhiều. Còn đồ hơi kia, súng hơi em đỡ anh trên thành giếng bao la. Còn đây là dây điện anh em nha, dây điện này coi thẳng ra là chỉ có lấy dây thôi, dây điện công nghiệp Việt Nam mình không có ổ cắm đâu, ổ cắm công nghiệp kiểu này làm sao mà xài, như thế này làm sao xài. Giờ cái này chỉ có cắt dây lấy 30 mét dây của nó, mình về ráp ổ cắm vô lại thôi. Đây là những con máy gì đây em cũng chưa biết luôn. Nói chung là cái video này em chỉ quay cho anh em tham khảo thôi nha, cái máy bên này là chưa có dọn cho nên nhìn nó ghê lắm, không chưa test, chưa biết là sống chết như thế nào luôn. Đây nữa nè, đục mọng vuông, cắt gỗ, cưa trượt, cưa bàn gì nằm bú xua. Còn con cái đang cưa bàn, và đây là cái con máy này là máy gì đây em cũng chưa biết nè, rất là to luôn. Bên này thì cái trục nó quay như thế này. Đấy, còn bên này là đĩa cắt gạch, máy tầm cũng mấy chục ký đó, rất là to luôn. Đấy, anh em nhìn hình dung ra được. Đây, cưa bàn đây, đục mọng vuông, đột thủy lực này còn bao la không? Bao đang cắt sắt 4/5. Đột thủy lực con này rất là khỏe luôn, rất to luôn này, bao nặng luôn, chưa dọn được luôn.
rất nhiều. Cũng có ba lăng luôn à. Rồi còn bên này, đây là con máy gì đây? Những em này em chịu rồi, em cũng chưa test luôn. Còn cơ bản em nhỏ này nữa nè, đây là con kích bình à, kích bình. Đây là bình hơi, bình hơi thì em không có rành gì máy, em chỉ rành nó cho thẳng đó là em bán hàng, là em chỉ rành công cụ thôi. Còn riêng mấy cái bình hơi này anh em nhắm được em xả cho anh em về sửa. Đấy, bình hơi nè, xả hết cho anh em về sửa lại cái xài. Đây là con máy cắt cắt bàn bộ chế Mitachi. Đây, đây là con cắt nhôm như đây, xoay xéo rất là nhiều. Đấy anh em thấy coi như cái bộ nó ở vô hàng đem về coi như không chưa tắm rửa sạch sẽ là anh em nhìn mất hồn liền. Rất là nhiều, cực kỳ vô. Máy pin thì em cũng có, nhưng mà máy pin thì em không có đóng pin đó, cho nên máy pin này em chỉ bỏ sỉ thôi, cho anh em lái thợ thầy về nhà sửa lại, đóng pin lại. Rất là nhiều, đóng này thì em bán rồi, thiết bị lô hàng mới nhập về. Đấy, này em quay cho anh em tham khảo cho vui anh em nha, chứ hàng này chưa có vệ sinh thì chưa có chốt được đâu. Còn anh em thích mù mù mà nhắm con nào anh em thích kết là mù mù luôn, là đem ra đóng thùng luôn cho nó lẹ. Này bộ hơi xuống băng đinh rồi, chưa lâu lắm rồi em chưa lên một cái video nào đồ hơi luôn ấy, làm không kịp luôn. Đồ hơi nằm trong thùng này vẫn có này, rất nhiều. Thùng gì đây? Rất là nhiều luôn, bao la bát ngát. Còn cái này là cái gì đây anh em, là thích chơi luôn nè, này không phải xài điện. Cái gì đó, bù lông nằm bao la. Đây em có con máy này, cái máy may anh em là xài được rất lâu luôn à, nó không có xài điện, xài tơ cơ, xài tay gì đó đây. Bàn này quay cứ ngắt người sao không biết đường gì đây em biết. Đấy, hàng của Nhật luôn. Rồi lâu lâu quay qua cái bãi của anh em sơ sơ cho anh em tham khảo một tí cho nó vui thôi. Rồi em xin chào tất cả các anh em nha, cảm ơn tất cả các anh em đã ủng hộ cái nhà em trong thời gian qua. Anh em nào nhớ chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh giùm em nha. Rồi, em xin chào.